Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại một số cơ quan đơn vị và một bộ phận cán bộ công chức có tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám hành động vì lợi ích chung. Đây là một thực trạng rất đáng lo ngại, cần được nhận diện và có giải pháp khắc phục. Nói về căn bệnh sợ trách nhiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: tinh thần trách nhiệm là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công, làm một cách cầu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ rùi, gặp sao làm vậy, vân vân, là không có tinh thần trách nhiệm. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cũng đã nhận diện: bệnh sợ trách nhiệm là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Tác hại do căn bệnh này gây ra là rất lớn. Trực tiếp là nó ảnh hưởng đến cái tiến độ, chất lượng trong cái xử lý công việc và liên quan trực tiếp đến cái việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Chúng ta phải xem xét ở đâu mà cán bộ đảng viên bộc lộ cái thái độ sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh đùn đẩy. Ở đó chúng ta phải xem xét năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, của cấp ủy ở đó, rồi xem xét cái sức chiến đấu của cái tổ chức đảng ở đó, trách nhiệm của người đứng đầu ở đó thế nào, mà để cho cán bộ đảng viên các cái chức danh lãnh đạo quản lý trong cái khuôn khổ lãnh đạo của anh, sau đó mới xem xét đến nhận diện đến cái vấn đề từng con người cụ thể. Nhận rõ tác hại và những hệ lụy có thể mang lại nếu không hạn chế, ngăn ngừa được bệnh thiếu trách nhiệm, các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị đã xây dựng nhiều giải pháp khắc phục. Cùng với đó, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉnh đốn đảng. Yêu cầu các tổ chức trong hệ thống chính trị thị xã thì nêu cao trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, và yêu cầu là bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của năm và mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng lộ trình triển khai và tăng cường hơn nữa các cái khâu giám sát của kênh Hội đồng Nhân dân, giám sát của mặt trận và các đoàn thể, công tác giám sát đảng viên, giám sát của đảng, để tăng cường hơn nữa cái kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ đối với cán bộ công chức trong hệ thống chính trị. Trong thời điểm hiện tại, cái số lượng công việc thì nhiều, sức ép đối với cán bộ đảng viên công chức là rất lớn, yêu cầu công việc cái đòi hỏi khá cao. Tuy nhiên thì trên cơ sở các cái văn bản của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là kết luận 14 của Bộ Chính trị, thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa để rồi có những cái khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Cái thứ hai nữa là cũng quy định rõ trách nhiệm của cán bộ công chức bằng cái khung tiêu chí chức danh, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, để rồi hàng tháng qua cái công việc có thể là trên cơ sở cái vị trí việc làm của mình, cái đánh giá cái hoàn thành việc, hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, thì người đứng đầu bám vào đó để có thể là nhắc việc cho anh em. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung là những yêu cầu trong đổi mới công tác cán bộ. Yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đã được nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đề cập. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm từng bước khắc phục triệt để căn bệnh sợ trách nhiệm. Cùng với việc phân tích nguyên nhân, nhận diện các biểu hiện của bệnh sợ trách nhiệm, các địa phương, đơn vị đã chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục. Là đảng bộ tập trung nhiều đầu mối quan trọng và có số lượng đảng viên đông nhất tỉnh với trên 5.000 đảng viên. Ngay sau đại hội, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện cải cách hành chính gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa nội dung nêu gương tại cơ quan, đơn vị theo phương châm rõ nội dung, rõ đối tượng.
triển khai đăng ký nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, công tác xây dựng đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để nâng cao cái vai trò hạt nhân chính trị của từng đảng viên ở các cái vị trí công tác, từ đồng chí lãnh đạo của tỉnh đến đảng viên không giữ chức vụ trong các cơ quan. Rồi cái hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chuyên môn các đoàn thể trong khối các cơ quan tỉnh, là phải những cái người gương mẫu triển khai thực hiện nghiêm túc cái quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương, ra soát để giám sát cái việc thực hiện đăng ký nêu gương của từng chỉ. Chú trọng trách nhiệm nêu gương cũng là cách làm tại nhiều đảng bộ nhằm khắc phục bệnh sợ trách nhiệm. Để tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, tránh tư tưởng sợ sai, ngày 18 tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã ban hành công văn số 543 tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Nội dung trọng tâm là quán triệt cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong thực thi công vụ. Trước hết là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân xã, cũng như đội ngũ là bí thư, xóm trưởng các cái xóm trực thuộc, và xác định đây là cái nội dung quan trọng hàng đầu để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả cái điều hành quản lý của chính quyền. Chất lượng văn bản và thời hạn cái xử lý văn bản của các phòng ban thì cũng đã được nâng lên rõ rệt, giải quyết các cái công việc mà được giao thì cũng để chuyển biến rõ nét. Hồ sơ của Hàn thì có giảm 0,5% so với cùng kỳ. Ở Đảng bộ huyện Đô Lương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy đối với công việc của cán bộ, đảng viên, hoàn thiện quy chế làm việc, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách của mình. Đảng viên Hoàng Anh Thông, công chức phòng nội vụ Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương, được phân công theo dõi và tham mưu xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Trong thời gian qua, số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo tăng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Vì vậy, trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký danh hiệu thi đua, anh đã đăng ký hoàn thành tất cả hồ sơ đúng thời gian quy định. Bản thân mình phải nghiên cứu cái quy định rõ, nghiên cứu kỹ sâu các cái quy định về pháp luật của phần luật về tín ngưỡng tôn giáo. Sau khi nghiên cứu các quy định rồi thì là liên quan đến các luật chuyên ngành thì mình tăng cường thì công tác phối kết hợp với các cái phòng ngành. 6 tháng đầu năm 2023 giải quyết 100% hồ sơ mà thuộc thẩm quyền mà Ủy ban Nhân dân huyện là thụ lý và xử lý theo quy định. Chủ trọng cái đào tạo cán bộ công chức từ xã đến huyện là đạt các cái tiêu chí cần thiết, rồi thực hiện tốt cái đạo đức công vụ, rồi là giải quyết tốt các cái công vụ từ huyện đến xã, và đặc biệt là tham mưu là cái công tác khen thưởng và xử lý kịp thời những cái tập thể và cá nhân không thực hành tốt cái công vụ ở cơ sở. Với hàng loạt công trình trọng điểm đang được triển khai, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay của nhiều địa phương. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân và thực thi nhiều chế độ, chính sách của nhà nước. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến khiếu kiện. Tuy nhiên, nếu cán bộ, công chức phụ trách có tâm lý chần chừ, ngại trách nhiệm, đùn đẩy công việc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình. Huyện Diễn Châu đã phân công từng phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng công chức. Thì anh em nhận rõ được cái vị trí, vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Ở cấp xã thì xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu, hộ khẩu, tổng diện tích đất nông nghiệp được giao. Còn ở cấp huyện thì đối với các phòng ban như phòng tài nguyên, phòng tài chính, phòng kinh tế hạ tầng, mỗi phòng thì có một cái trách nhiệm riêng, nhưng cái quá trình phối hợp là anh em cũng làm đầy đủ và đúng, đảm bảo cái kế hoạch được giao và theo thẩm quyền của từng phòng một.
việc triển khai các giải pháp khắc phục bệnh sở trách nhiệm đã tạo sự chuyển biến trong thực thi công vụ tại các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, các quy định về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung hiện vẫn chưa được luật hóa. Nhiều nội dung vẫn còn bất cập, mâu thuẫn về cách hiểu. Cần thiết phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn. Từ đó, tạo ra sự yên tâm cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. Cần có một cái hành lang pháp lý đủ rộng, đủ mạnh, đủ điều kiện thuận lợi để chúng ta bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đột phá, tạo ra một cái môi trường công tác vừa tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức người ta làm việc. Thứ hai cũng bảo đảm cái việc chúng ta có một cái môi trường công tác nghiêm minh, chặt chẽ, trong sáng, lành mạnh để rồi là cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý gắn với chức năng nhiệm vụ của mình mạnh dạn tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc bảo vệ cán bộ, giảm người giảm làm, giảm chịu trách nhiệm đối với ở cấp huyện trở xuống thì nó cũng còn lúng túng. Trên cơ sở nhìn nhận của đội ngũ cán bộ ban thường vụ huyện ủy, rồi cái khung vị trí việc làm của từng và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn cũng như các tổ chức cơ đảng của các xã thị trấn thì chúng tôi cũng chỉ biết bám vào đó, rồi bám vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của các đơn vị để đánh giá nhận xét. Trong cái các cái quy định, các quy chế làm việc là phải rõ về chức trách nhiệm vụ theo cái vị trí công việc, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của anh để có cơ quan giám sát, các kênh giám sát gì theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra, hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm là nội dung được tập trung thảo luận và gợi mở nhiều giải pháp khắc phục. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành công điện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. Điều này cho thấy cần các giải pháp đủ mạnh để xốc lại tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, khắc phục bệnh sợ trách nhiệm một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.